điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất của mình là được thấy con lớn lên và khỏe mạnh mỗi ngày, và mẹ bầu hạnh phúc thì con cũng khỏe mạnh. Mình rất thích chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng cho gia đình. Là một MC truyền hình nên công việc xuất hiện tại trường quay sẽ rất là thường xuyên, và công việc trang điểm trước khi lên sóng cũng sẽ rất là quan trọng. Từ khi mình mang bầu, mình rất quan tâm đến sức khỏe của cả mẹ và bé. Do đó, mình đã chuyển từ các sản phẩm mỹ phẩm hóa học sang dùng các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên. Và mình rất là tin tưởng với các sản phẩm Ngọc An để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ. Mình biết đến Mộc An qua kênh truyền hình VTV2 là một hãng mỹ phẩm thiên nhiên an toàn cho mẹ bầu mà lại được rất nhiều mẹ review về chất lượng sản phẩm trên các diễn đàn của mẹ và bé. Cho đến bây giờ, bước vào tuần thứ 30 của thai kỳ, rất nhiều người vẫn khen tại sao mẹ bầu lại rạng rỡ thế. Bí quyết của mình thì rất đơn giản. Đó là xây dựng một nền tảng sức khỏe tốt, sắc vóc luôn rạng rỡ và luôn tích cực trong công việc. Đó chính là bí quyết để mình được hạnh phúc mỗi ngày. Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, và mình lựa chọn là một mẹ bầu hạnh phúc.